Okay. Hello everyone. Today I will talk about atrial fibrillation. Case 2. Episodes after MI. Okay. A 56-year-old man is evaluated in the hospital for paroxysmal episodes of the atrial fibrillation. The patient develops increasing shortness of breath during these episodes. 5 days ago, he was submitted for an acute myocardial infarction and cardiogenic shock and received a rod eluting stent in the left arterial descending coronary artery. Medications are lisinuril, digoxin, furosemide, aspirin, globinuril, eplerenone, simvastatin, and unfractionated heparin. And on physical examination, the patient is a febrile. Blood pressure is 92 over 65 millimeter mercury, and pulse rate is 75 per min. Oxygen saturation is 95% with 3 liter oxygen by nasal cannula. Cardiac examination reveals estimated change of venous pressure of 12 centimeter of the water. Heart sounds are distant and regular. There is a rate to persist hallucinatoric murmur after cardiac effects. An assumption gallop is present. Breakthroughs are occultated bilaterally in the lower lung fuse. Gentorasis echocardiogram shows left ventricular ejection fraction of the 32%. And which of the following the most appropriate treatment for this patient atrial fibrillation? A. Amiodarone, B. Disopyramide, C. Ronidarone, D. Lecainide, E. Sotalone. Ok, thì chúng ta sẽ tạm dịch cái ca lâm sàng này, đó là cái cơn rung nhĩ sau nhồi máu cơ tim. Thì chúng ta sẽ vô là một bệnh nhân nam 56 tuổi được đánh giá trong bệnh viện với cái tình trạng là cơn rung nhĩ kịch phát, và ông ấy có cái tình trạng khó thở tăng dần trong lúc mà trong cái khoảng thời gian đó, và cách 5 ngày trước thì ông ấy đã được nhận vào với cái tình trạng là nhồi máu cơ tim cấp và sốc tim, và đã được đặt một cái stent có thuốc ở cái nhánh động mạch gian thất trước. Và chúng ta nhớ lại, đó là BCI có 3 nhánh, đó là BCI vô rồi ra là BCI không làm gì, BCI đặt stent không thuốc, và BCI đặt stent có thuốc. Thì cái ông này là ổng được đặt stent có thuốc, và cái to thuốc của ổng và ông ấy xuất viện về với cái to thuốc là thuốc ức chế men chuyển nè, digoxin nè, lợi tiểu furosemide và aspirin và globinuril là thuốc chống kết tập tiểu cầu kép, còn eplerenone tức nghĩa là thuốc lợi tiểu nhưng mà tiết kiệm kali, thuốc mở máu, simvastatin và heparin không phân đoạn. Thì cái khám lâm sàng á, cái khám thực thể á, thì ông ấy không có sốt, huyết áp là 92 trên 65 mm thủy ngân, và cái nhịp đập mạch đó thì 75 lần trên phút. SpO2 của bệnh nhân á là 95% với thở oxy 3 lít qua cannula. Khám tim á thì đo được cái áp lực tĩnh mạch trung tâm á là khoảng 12 cm nước, và nghe tim á thì giữa TS1 và S2 á nó cách xa nha. Nó cách xa ra và nó đều
và nghe được ở mõm tim á, nghe ở mõm tim là tiếng thổi là toàn bộ thì tâm systolic thì tâm thu với độ là 2/6 và xuất hiện cái tiếng gallop là tiếng tiếng USB đó, tiếng tiếng tim thứ ba, tiếng hay gọi là tiếng ngựa phi đó, và tiếng great cross nghe ở hai bên đáy phổi, ở đáy phổi hai bên luôn. Và cận lâm sàng thì chúng ta thấy nó cho chúng ta được cái siêu âm qua thành ngực, đó là cái EF của tâm thất trái là 32%. Và bây giờ chúng ta sẽ vô phân tích cái trường hợp lâm sàng này. Tức là 5 ngày trước bệnh nhân đã có nhồi máu cơ tim cấp và có sốc tim và đã được đặt stent có phủ thuốc rồi. Lần này vô bệnh viện là xuất hiện cơn rung nhĩ cực kịch phát có sau nhồi máu cơ tim cấp, sau sốc tim đó, và xuất hiện cái hiện tượng xuất hiện thêm cái triệu chứng là khó thở tăng dần và huyết áp là 9 92 trên 65 mmHg thủy ngân, mạch là 75 và SpO2 bệnh nhân là 95 và phần trăm với thở oxy 3 lít trên phút qua cannula, và tính FiO2 bệnh nhân lúc này là 20, theo công thức là 20 cộng cho 3 nhân 4 thế là 32%. Và chúng ta sẽ khám thực thể. Thì với phần khám thực thể chúng ta nói cho chúng ta là cái áp lực tĩnh mạch trung tâm, thì áp lực tĩnh mạch trung tâm là áp lực bên trong buồng tâm nhĩ phải bình thường nó là 4 đến 12 cm nước, và cái có hai yếu tố ảnh hưởng đến cái áp lực này á, và cái áp lực trong tâm tâm nhĩ bên phải nó được điều hòa bởi hai yếu tố này, đó là thứ nhất tức là khả năng tống máu của cơ tim, tẩy máu ra của cơ tim, và thứ hai đó là lượng máu trở về tim, tức nghĩa là venous return. Ở đây chúng ta thấy là cái bệnh nhân này với cái đo được ở bệnh nhân này là khoảng 12 cm nước, và với cái tình trạng của bệnh nhân 56 tuổi sau nhồi máu cơ tim có sốc tim luôn, thì con số này là bệnh nhân đang rơi vào cái tình trạng là trái tim của bệnh nhân nó khả năng co bóp đó, nó giảm dần rồi. Và tiếp theo chúng ta thấy là nghe tim thì chúng nghe được tiếng murmur, tức nghĩa là systolic heart murmur. Chúng ta có tức nghĩa là tiếng thổi trong thời kỳ tâm thu của tim á, chúng ta có ba loại, đó là mid systolic ejection murmurs, nghĩa là tiếng thổi trong trong lúc trống máu giữa thời kỳ tâm thu. Thứ hai đó là late systolic murmurs, nó là tiếng thổi tâm thu mà ở giai đoạn cuối thời kỳ tâm thu, nó thường liên quan đến cái savan, tức nghĩa là thường nó liên quan đến savan hai lá hoặc ba lá. Và cuối cùng đó là holosystolic hay còn gọi là bensystolic murmur, gọi là tiếng thổi toàn bộ thời kỳ tâm thu luôn, nó nghĩa là từ S1 đến 2 là nó xuất hiện đều hết luôn. Và ở đây chúng ta chỉ nói đến cái tiếng thổi toàn bộ thời kỳ tâm thu thôi. Thì tiếng thổi toàn bộ thời kỳ tâm thu thường xuất hiện, đó là bệnh lý, và nó xuất hiện là do dòng máu á, đi từ cái buồng có cái áp lực cao sang một cái vùng có áp lực thấp hơn, và nó thông và cái dòng máu này nó thông qua nó đi ngang qua cái van tim hoặc các bộ phận gần đó, và nó bắt bắt đầu xuất hiện ngay sau khi S1 và tăng dần và cho đến cái S2 luôn. Cái và ba cái tình trạng mà phổ biến của cái holosystolic murmur đó là hở van hai lá, hở van ba lá và thông liên thất. Và ở đây á, thì chúng ta sẽ nghe nghe ở bệnh nhân này là ở nghe rõ ở mõm tim với cái cường độ là 2/6, nghe thì 2/6 tức nghĩa là bệnh nhân này nằm hay ngồi thì chúng ta mọi tư thế đều đều nghe được, và nghe ở cái cường độ nhẹ mức độ là 2/6 và real surreal, tức nghĩa là không không có rung miêu, và hướng tới bệnh nhân này á, là nghe được cái tiếng này là hướng tới cái tình trạng là có cái hở van hai lá nhẹ, mức độ nhẹ ở bệnh nhân này. Và chúng ta sẽ tiếp cái phân tích cái tiếng tim thứ ba. Nếu nói S1, S2 là nghe được S1, S2 tức nghĩa là nghe tiếng được tiếng đóng van. S1 là đóng van nhĩ thất, còn S2 là đóng van động mạch chủ và động mạch phổi. Còn S3, khi mà nghe được S3 tức nghĩa là chúng ta đang nghe được máu nó đập vào cái thành của cơ tim, tức nghĩa là trong cái giai đoạn mà trống máu máu nhanh á, máu nó ào nhanh xuống và nó đập vào thành
thành cơ tim, cho nên nó tạo nên cái tiếng S3 này đó. Và bình thường S3 nó có hai cái là S3 sinh lý là xuất hiện ở những người trẻ tuổi nè, những người lớn tuổi 35-40 đó, và ở những người phụ nữ có thai ở cái tam cá nguyệt cuối cùng á thì xuất hiện cái S3 sinh lý. Còn cái S3 mà bệnh lý á, hay còn gọi là ventricular gallop, nó xuất hiện, và cái tiếng S3 này mà xuất hiện sau ở những người mà sau cái tuổi 40 á, thường là bệnh lý, và nó thường là những cái nguyên nhân như sau, như là mất cái cơ tim á, nó làm giảm khả năng co bóp của cái tim bị giảm xuống, suy tim, rồi cái thể tích trong cái buồng tâm thất á, bị overload từ cái việc là hở van động mạch chủ, hoặc là hở van hai lá, hay là có trường hợp xanh trái phải, và đó là tiếng S3. Và tiếng S3 chúng ta còn gọi là tiếng ngựa phi. Vậy thì trong sách Mỹ á, thì nó ở Việt Nam thì chúng ta nói là tiếng ngựa phi, còn trong sách Mỹ nó ghi là giống tiếng Kentucky. Và chúng ta nghe thử tiếng S3 như sau. Ok, chúng ta quay lại tiếp theo, đó là chúng ta nghe được cái nghe phần nghe phổi á, thì cái ca này đề cập đến chúng ta là cái tình trạng nghe được cái rails hay là recurs. Ở đây chúng ta sẽ phân tích một xíu, đó là rails hay cũng được biết đến là cái recurs, là khi mà có một cái, nó thường xuất hiện ở khi mà có dịch bên trong lungs thì chúng ta sẽ nghe được rails hay là recurs. Trong những trường hợp như là suy tim xung huyết nè và viêm phổi thì chúng ta sẽ nghe được cái run recurs. Và chúng ta sẽ quay lại và chúng ta nói sơ về nói lại là nhớ đây là bốn gọi là âm thanh mà chúng ta khi mà dùng nghe để nghe phổi á, thì nó có bốn loại âm thanh này, và ở trong cái trường hợp này á, là nó đề cập đến chúng ta là cái rails hay là cái recurs, là khi mà xuất hiện cái thằng này á, cái âm thanh này á là có fluids in lungs, nghĩa là có dịch bên trong lòng của cái phế nang á. Tiếp theo thì và cái ca này thì nó cho chúng ta thấy được, nó cho chúng ta cái cận lâm sàng, đó là siêu âm tim qua thành ngực. Và trước khi vào đọc cái kết quả này á thì chúng ta nhắc sơ một cái đó, là bình thường cuối thời kỳ tâm trương chúng ta sẽ có 120cc máu và nó bóp đi 70 còn lại 50 đó, và cái EF nó sẽ tính như sau. Chúng ta sẽ lấy 70 là thể tích nhắc bóp chia cho 120 là thể tích cuối thời kỳ tâm trương, hay còn gọi, hay nói cách khác là lấy thể tích tâm thu chia cho cái thể tích cuối thời kỳ tâm trương, và con số ở người bình thường nó là 58%, và ở bệnh nhân này chỉ có 32% thôi, và bệnh nhân đang suy tim xung huyết và với EF giảm. Và cuối cùng chúng ta từ những cái khám thực thể chúng ta nói lại, gom lại là ở bệnh nhân này đã xác định là có rung nhĩ rồi, tức nghĩa là có đo điện tâm đồ và xác định có rung nhĩ rồi, cơn rung nhĩ kịch phát rồi. Và thứ hai đó là bệnh nhân này có triệu chứng thực thể là có suy tim xung huyết rồi, và
kết hợp với siêu âm thì chúng ta sẽ thấy được bệnh nhân này có cái tình trạng là suy tim trung huyết. Vậy thì cái câu hỏi của cái câu cái case này á, nó nói nó kêu chúng ta chọn cái điều trị thích hợp nhất đối với cái tình trạng rung nhĩ của bệnh nhân này. Và trong cái cuốn Washington á, 35 nó có ghi một dòng này mà mình cắt ra mình để đây. Nó nói á, là để quản lý những bệnh nhân rung nhĩ á, cần phải thận trọng xem xét ba cái vấn đề. Thứ nhất đó là rate control, thứ hai đó là prevention of thromboembolic event, và cuối cùng là rhythm control. Và ở đây nó có hai từ là rate và rhythm. Rate tức nghĩa là nó nói về cái tần số, nó là bao nhiêu lần trên một phút, còn rhythm là nó nói về điều nhịp đó, điều hay không điều. Và cả năm cái đáp án này nó đều nói cho nó đều nằm trong cả năm cái loại thuốc này, nó đều nằm trong cái nhóm là rhythm control. Vậy thì cái đáp án của câu này là câu A, và tại sao nó lại chọn câu A, chúng ta xem giải thích. Ok, nó nói là correct answer A, amiodarone. Thì cái nó nói cái amiodarone này là cái option tốt nhất để quản lý cái triệu chứng của rung nhĩ trong cái trong cái bối cảnh bệnh nhân suy tim. Và những bệnh nhân mà với cái tình trạng là suy tim và nhồi máu cơ tim á, thì nó làm cho tăng nguy cơ đó. Vì có cái tình hai có hai cái tình trạng này á, thì sẽ làm tăng nguy cơ phát triển, tăng nguy cơ mà xuất hiện rung nhĩ. Và mặc dù amiodarone nó có nhiều tác dụng ngoài tim, nó là cái thuốc mà ảnh hưởng gọi là có hiệu quả nhất cho việc gọi là chống lại sự rung nhĩ tái phát. Và nó là một trong những thuốc gọi là bảo vệ những bệnh nhân mà có cái tình trạng suy tim, có dày thất trái, có bệnh lý động mạch vành, có nhồi máu cơ tim, hoặc là có nhồi máu cơ tim trước đó. Và thêm vào đó thì amiodarone nó có tính chất là nó beta locking, tức nghĩa là nó lock luôn cái thụ thể beta đó, cho nên nó giúp chúng ta được trong cái việc là rate control. Và ở bệnh nhân này thì hiện tại thì chưa cần dùng đến là beta blocker, bởi vì bệnh nhân có sốc tim, nhưng bắt đầu sử dụng ngay sau khi mà cái tình trạng suy tim bệnh nhân được cải thiện. Còn disopyramide, ở đây nó xuất hiện một cái tình trạng, nó xuất hiện một cái từ đó là inotropic, và nhắc lại đó là inotropic và chronotropic. Inotropic tức nghĩa là nó nói đến cái sự gọi là force and energy, tức nghĩa là nói lên cái lực, cái độ sức mạnh của sự co bóp của cơ tim. Còn chronotropic tức nghĩa là nó đang nói về cái vấn đề đó là rate and rhythm. Đó là sự khác biệt của hai từ, chúng ta nhắc lại luôn. Và ở đây nó đề cập đến cho chúng ta đó là inotropic negative. Đó là nó làm, khi mà sử dụng thuốc này nó làm cho cơ tim bóp yếu đi, cho nên nó có thể gọi là có hại đối với một số người mà có chức năng tâm thất trái giảm và suy tim, và cấm dùng trên bệnh nhân này. Còn Ronidarone thì nó làm tăng cái nguy cơ tử vong ở bệnh nhân này, nếu mà ở những bệnh nhân mà có suy tim mất bù đó, và độ suy tim là lớn hơn từ độ 2 trở lên theo NIHA, thì đối với bệnh nhân này thì không nên sử dụng luôn. Còn Lecanide thì không được dùng sau nhồi máu cơ tim, bởi vì nó làm tăng nguy cơ gọi là nhịp nhanh thất đa dạng. Còn Sotalon thì nó là một cái thuốc gọi là chống loạn nhịp nhóm 3, nhưng bởi vì nó beta locking, tức nghĩa là nó ức chế cái thụ thể beta quá mạnh, cho nên là không sử dụng đối với những bệnh nhân trong bối cảnh là suy tim cấp. Còn một cái loại thuốc nữa là dofetilide, là nó không nằm trong năm cái đáp trên, nhưng mà nó cũng liệt kê ra ở đây là một trong những thuốc mà có thể chống lại cái tình trạng rung nhĩ trong bối cảnh suy tim luôn, nhưng mà sử dụng nó là phải rất thận trọng, bởi vì nó làm
thay đổi cái đoạn QT nè, cho nên chúng ta phải theo dõi cái đoạn QT. Và cuối cùng chốt lại cái ca lâm sàng này á, có nghĩa là xuất hiện bệnh nhân, những bệnh nhân xuất hiện rung nhĩ sau nhồi máu cơ tim cấp thì còn lại một key point. Amiodarone is the best option for the management for systematic atrial fibrillation is the setting of a structural heart disease or the heart failure.